Chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ đồng, đe, cộng đồng Thế Anh Đề Cộng đồng chia chia sẻ với các dự án radio, các dự án này các dự án này đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng của điện đến từ các sản đô tịch Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để bạn đăng ký kênh đi tục những dạng mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ để với anh em Trong video chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ vào đây phần dẫn một video sau đó các bạn nút start để chào đại bot Tiếp theo chúng ta được cho vào kênh Tera. Ok, sau khi join Terran thì chúng ta tiếp tục đến với nhiệm vụ tiếp theo là join tiếp một kênh nữa Group để đổi channel, channel đổi cho group hay thế nhỉ Ok Do đi code này mà do kinh liên kết này Nay nên kéo đến tục buổi sáng các bạn không kịp nào đúng không ạ Ok, bây giờ chúng ta sẽ nai vào rưu tiết VT Saro gửi lên tít nhé Trên Twitter của Buzz Austin Em mở blister ra Chúng ta phải em pour lâu này. Nay chọn close tít này. Comment vào test ba người bạn. Đây mình sẽ vừa comment vào test luôn ở trong cái phần tester. <laughs> sáng nay là làm bù cho hôm qua không chia sẻ dự án nào đấy các bác ạ tan vào Remni Ok chúng ta ăn vào phần propan vào tít ni, chọn phần thời gian bài đăng vào sao chép phần link đây này cái bài đăng này này chọn phần thời gian bài đăng vào sao chép phần link copy và chúng ta ấn vào phần uh, paste phần link vào đây này chọn sin này đầu lắm rồi với nào con bot này chọn đôn này để chỉ VF20 các bạn dùng ví ETH ở trên chất của LED hồng e 8 cho ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại cận paste vào Ok, chúng ta có thể vấn vọt tăng tích trên dư Ok, và giờ chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Bird Austin, bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn vào video tiếp theo